Xin chào quý vị đã đến với Bình An Tử Vi. Khi xem video này, chắc hẳn quý vị đang quan tâm tới cuộc sống, vận mệnh, tương lai của mình như thế nào đúng không? Hãy cùng với Bình An Tử Vi tìm hiểu về tử vi trọn đời để biết cuộc sống, tình cảm, công danh, tài lộc như thế nào nhé! Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Bình An Tử Vi Phong Thủy. Và thông qua tử vi trọn đời năm 2016 nam mạng thì Bình An Tử Vi luận đoán cho quý bạn tuổi Bính Thân nam mạng trong cuộc sống và trong nghề nghiệp có được nhiều hy vọng. Tuy tiền vận thì gặp nhiều điều xui xẻo, nhưng bước vào trung vận thì sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong nghề nghiệp, và khi bước vào hậu vận thì sẽ có được hưởng an nhàn và sung sướng. Thông tin chung về tuổi Bính Thân năm 2016 nam mạng. Tuổi Bính Thân là những người sinh năm 2016 và thuộc cung Khôn và có mệnh là Sơn Hạ Hỏa, tức là lửa dưới núi, có xương là xương con khỉ, về tướng tinh là tướng con cọ và có được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Coi tử vi trọn đời năm 2016 nam mạng qua thơ, đoán xem số mệnh tuổi này: Bính Thân mạng hỏa, cung Khôn rõ ràng, tuổi xanh xuân hạ gặp thời, giàu nghèo cũng đặng an nơi thành nhàn, thu đông lỗi số chẳng an, có của cũng cực lưng mang quần dài, hạn xưa chưa được hành thông, như thuyền trôi dạt không phương bến bờ, số trời định những bao giờ, tài ba vận mạng chờ ngày phát sanh, một đời tài sắc phong danh, đến khi vận giữa lần lần nối theo, ra ngoài kẻ quý người yêu, đắc tài đắc lộc còn nhiều hạn sau. Cuộc sống của nam mạng tuổi Bính Thân năm 2016. Theo Bình An Tử Vi thì luận đoán tử vi trọn đời của 12 con giáp thì người tuổi Bính Thân sẽ có được số tốt đẹp và gặp nhiều may mắn khi bước vào thời trung vận và hậu vận. Tuổi Bính Thân năm 2016 nam mạng thì hưởng thọ trung bình từ khoảng 56 đến 68 tuổi là mức tối đa, và nếu ăn ở già nát thì sẽ bị giảm đi niên kỷ, hiền đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Nói chung là người tuổi này có được số hưởng tốt đẹp và gặp được nhiều may mắn khi bước vào trung vận và hậu vận. Đường tình duyên của nam mạng tuổi Bính Thân năm 2016. Qua lá số tử vi chi tiết cho tuổi Bính Thân năm 2016 nam mạng, trong vấn đề tình duyên của người tuổi Bính Thân chia ra làm 3 giai đoạn như sau. Đầu tiên, nếu sinh vào các tháng này thì quý bạn tuổi 2016 nam mạng có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng 2, 3 và tháng 9 âm lịch. Thứ hai là nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời của quý bạn năm 2016 nam mạng có những thay đổi 2 lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Cuối cùng, nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời của quý bạn năm 2016 nam mạng thì hoàn toàn hạnh phúc, đó là quý bạn tuổi 2016 nam mạng sinh vào những tháng 1, tháng 5 và tháng 12 âm lịch. Gia đạo và công danh của nam mạng tuổi Bính Thân năm 2016. Phần gia đạo của quý bạn tuổi Bính Thân nam mạng thì có tiền bận bề bối, trung vận thì có nhiều xích mích, hậu vận thì mới được an nhàn. Sự nghiệp thì nhiều tốt đẹp và cuộc sống hoàn thành được sự nghiệp màu lẹ, và tiền bạc thì dễ dàng vào trung vận trở đi. Như vậy quý bạn đã có thêm góc nhìn về cuộc sống, tình yêu, gia đạo của mình rồi đúng không? Giờ mời quý bạn hãy cùng tìm hiểu về tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp nên duyên vợ chồng và diễn biến cuộc đời mình từ năm 20 tới ngoài 60 tuổi nhé! Tuổi hợp làm ăn với nam mạng tuổi Bính Thân năm 2016, và nếu đi làm ăn hay giao dịch tiền bạc thì nên lựa chọn cho mình những tuổi này, đó là hợp tác hay cộng tác với các tuổi như Đinh Dậu, Canh Tý, Quý Mão, và chắc chắn sẽ được thành công và khỏi lo bị phản bội hay bị thất bại. Chọn lựa tuổi vợ hợp với tuổi nam mạng tuổi Bính Thân năm 2016. Việc kết hôn hay tính chuyện hôn nhân và muốn có được một cuộc đời có sự trong cao sang huyền quý thì nên kết duyên với những tuổi Đinh Dậu, Canh Tý, Quý Mão, Ất Tỵ, Quý Tỵ và Giáp Ngọ. Kết duyên với những tuổi này thì cuộc đời của quý bạn năm 2016 nam mạng có cơ hội tạo nên sự giàu sang. Thứ hai là nếu kết hôn với những tuổi thì cuộc đời của quý bạn năm 2016 nam mạng chỉ tạo được những cuộc sống trung bình mà thôi, đó là kết hôn với các tuổi Bính Thân và Nhâm Dần. Thứ ba là nếu kết hôn với những tuổi này thì cuộc sống của quý bạn tuổi năm 2016 nam mạng sẽ có một cuộc sống trong sự nghèo khổ và không tạo được cuộc sống hoàn toàn và khả dĩ đảm bảo được cuộc sống, đó là các tuổi Mậu Tuất, Nhâm Thìn, Canh Tuất. Vì những tuổi này thì không hợp với tuổi quý bạn năm 2016 về vấn đề tình duyên cũng như về tài lộc, nên chỉ đủ ăn và đủ mặc hoặc là có trong một cuộc sống nghèo khổ và túng thiếu. Thứ tư là những năm quý bạn năm 2016 nam mạng không nên cưới vợ. Nếu cưới vợ thì phải gặp cảnh xa vắng, đó là những năm ở số tuổi 16, 21,
27, 33, 39, 45 và 51 tuổi. Cuối cùng là quý bạn tuổi năm 2016 nam mạng thì sinh vào những ngày tháng này thì quý bạn năm 2016 nam mạng sẽ có nhiều vợ, đó là sinh vào những tháng 2, tháng 3, tháng 7 và tháng 8 và tháng 10 âm lịch. Những tuổi đại kỵ với nam mạng tuổi Bính Thân năm 2016. Bình An Tử Vi cho rằng nếu hợp tác làm ăn hay kết duyên với những tuổi này thì có thể bị tuyệt mạng hay gặp cảnh biệt ly vào giữa cuộc đời. Đó là các tuổi Kỷ Hợi, Tân Sửu, Đinh Mùi, Tân Hợi, Quý Sửu, Ất Mùi và Kỷ Sửu. Cuối cùng là gặp tuổi Kỵ, nếu trong việc kết hôn thì không nên tổ chức linh đình, chỉ nên làm sơ sài gọi là có ra mắt bà con. Như vậy thì mới có thể ăn nở với nhau bền lâu. Nếu trong gia tộc có người khác tuổi hoặc trong sự làm ăn hoặc kết hợp thì đã hợp tác với những người có tuổi khắc kỵ với mình thì còn phải coi tùy theo sao hạn của từng năm của cả hai người mà cúng giải hạn thì sẽ tránh được một phần nào đó sự thất bại. Tuy nhiên thì nếu tốt hơn thì gặp tuổi đại kỵ thì nên dè dặt và không hợp tác là hay hơn cả. Những năm khó khăn nhất của nam mạng tuổi Bính Thân năm 2016. Tuổi Bính Thân có những năm khó khăn nhất là những năm quý bạn tuổi 2016 nam mạng ở vào số tuổi 24, 26, 28 tuổi. Những năm này thì nên đề phòng tai nạn hay có hao tài. Những hướng tốt và xấu với nam mạng tuổi Bính Thân năm 2016. Về mệnh là mệnh hỏa, cùng mệnh là khôn thuộc Tây Tứ Trạch. Về niên mệnh là năm hành, tức là thổ. Đầu tiên là về hướng tốt. Thứ nhất, hướng sinh khí, hướng đông bắc. Theo tử vi ngày nay thì hướng nhà này có nhiều tài lộc, giàu sang và phú quý, nhiều tiền của, con cái thành đạt, nhiều đất đai. Về sau sẽ kém vì hành mộc của sao sinh khí sẽ làm suy giảm về tài lộc. Thứ hai là hướng thiên y, tức là hướng tây. Nhà này thì âm thịnh dương suy, ít con trai. Nhà này thì gia đạo tốt và nhiều tài lộc làm ăn, nhưng về sau thì dễ suy kém về kinh tế. Thứ ba là hướng diên niên, là hướng bắc. Nhà này thì nhiều tài lộc, giàu có và có sự danh tiếng, và con cháu thông minh tài giỏi, gia đình hạnh phúc và người trong nhà thì trường thọ. Cuối cùng là hướng phục vị, là hướng tây nam. Nhà này thì thời gian đầu cũng có những phát đạt giàu có nhưng về sau bị tổn hại và nam bị tổn thương, nữ nắm quyền trong gia đình và có khi trở thành cô quả. Tiếp theo là hướng xấu. Đầu tiên là hướng tuyệt mệnh, tức là hướng bắc. Nhà này thì làm ăn suy bại và không giàu có, sức khỏe suy yếu và con trai thứ thì dễ bị tổn thọ sớm. Thứ hai là hướng ngũ quỷ, là hướng đông nam. Nhà này thì lúc đầu giàu có, nhân khẩu tăng, nhưng về sau thì sa sút và thường gặp tai họa và người mẹ già thì dễ bị tổn thương. Thứ ba là hướng lục sát, là hướng nam. Nhà này thì những năm đầu thì cũng có tài lộc, nhưng về sau sa sút và giảm đinh, dương khí thì suy, do đó thì nam giới đoản thọ và thiếu con nối dõi. Cuối cùng là hướng họa hại, là hướng đông. Nhà này thì lúc đầu giàu có, nhân khẩu tăng, nhưng về sau thì sa sút và thường gặp tai họa và người mẹ thì dễ bị tổn thương. Những màu sắc hợp và kỵ với nam mạng tuổi Bính Thân năm 2016. Đầu tiên thì nam mệnh sinh năm 2016 thuộc cung khôn, tức là hành thổ, thì nên dùng các màu tương sinh như đỏ, cam, hồng và tím. Đây là các màu thuộc hành hỏa, mà hỏa sinh thổ thì dùng các màu tương hợp cũng như hành thổ như vàng và nâu, và dùng màu thuộc hành thủy như xanh nước biển và đen, vì thổ chế ngự được thủy. Thứ hai là kỵ các màu thuộc hành mộc là xanh lá cây, xanh lục và không nên dùng màu thuộc hành kim như trắng và ghi, vì thổ sinh kim và mệnh thì cũng dễ bị suy giảm đi năng lượng và sinh xuất. Diễn biến cuộc đời theo từng năm của nam mạng tuổi Bính Thân năm 2016. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Vào năm 20 tuổi thì chuyện tình cảm thì có được nhiều hy vọng tốt đẹp nhưng lại có thất bại trong vấn đề tiền bạc và cần cẩn thận trong những giao dịch liên quan đến tiền bạc. Những năm còn lại từ 23 tới 25 tuổi thì lại khá bình thường và không có gì quan trọng xảy ra đến cả. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Năm 26 tuổi thì đường tài lộc và cả đường công danh thì đều được phát đạt vài phần và cũng có được cơ hội để phát triển về nghề nghiệp. Sang năm 27 tuổi thì cũng có thể tạo ra được công ăn việc làm mới và đường tài lộc có thể sung túc hơn. Năm 28 tuổi thì cũng khá tốt đẹp và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống cũng như thu được rất nhiều kết quả như ý trong chuyện làm ăn. Năm 29 tuổi thì cần phải cẩn thận trong vấn đề tiền bạc và sẽ có hao tài của và có kỵ vào tháng 10 âm lịch. Và đến năm 30 tuổi thì cần phải cẩn thận và cả năm không được tốt lắm. Và quý bạn tuổi 2016 nam mạng thì nên đề phòng vấn đề về tiền bạc có thể sẽ bị mất của. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi thì cuộc sống chỉ ở mức trung bình và công việc làm ăn cũng khá bình thường. Sang năm 32-33 thì
thì những kỵ những việc làm ăn lớn và nên làm những việc nhỏ thì sẽ thu được nhiều lợi hơn. Còn năm 34 và 35 tuổi thì cần phải cẩn thận trong những giao dịch liên quan tới tiền bạc với cả những công việc làm ăn khác. Từ năm 39 tuổi đến năm 40 tuổi. Trong những năm 36 và 37 tuổi thì khá tốt đẹp, nếu làm ăn lớn thì sẽ thu về được rất nhiều tiền bạc. Sang năm 38 và 39 tuổi thì cũng tương đối đẹp, và đẹp cả về tình cảm cũng như trong sự nghiệp. Còn năm 40 thì mọi chuyện đều khá bình thường, không có gì quan trọng cả. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, trong những năm này thì cuộc sống có vẻ phát đạt hơn về đường tài lộc cũng như đường công danh. Tương lai thì có thể gặp được nhiều điều may mắn và việc làm ăn thì rất có thể tạo ra được nhiều may mắn. Chỉ cần phải cẩn thận vào năm 42 tuổi mà thôi. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, những năm này thì trong công việc làm ăn thì cũng chỉ ở mức trung bình và nên tránh những sự giao dịch liên quan tới tiền bạc. Trong cuộc sống và gia đình có vẻ nhiều lạc quan hơn và bổn mạng với cả sự sống cũng có nhiều điểm khả quan hơn trước. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, những năm này thì bổn mạng khá xấu và quý bạn tuổi năm 2016 nam mạng thì cần phải chú ý và cẩn thận về tiền bạc và có thể sẽ mất mát chuyện tiền bạc xảy ra. Hơn nữa thì trong khoảng thời gian này thì không nên xuất hành đi xa, nếu không thì sẽ gặp bất lợi. Cuối cùng là từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi. Trong những năm này thì cuộc sống sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp và chuyện tình cảm cũng có phần cát đại. Nhưng bổn mạng nhiều những năm này thì lại suy kém và cần phải cẩn trọng trong việc làm ăn và cả về phần gia đạo nữa. Cảm ơn quý bạn đã xem video tới đây. Chắc hẳn quý bạn đã có những suy nghĩ toan tính cho cuộc sống của mình rồi đúng không? Lưu ý rằng đây chỉ là những dự đoán chung cho tuổi của quý bạn và sẽ ứng biến vào cuộc sống của quý bạn ở từng thời điểm khác nhau. Nếu muốn xem tử vi chi tiết cho cá nhân, quý bạn đừng quên chia sẻ bài viết này và comment giờ, ngày, tháng, năm sinh xuống phía dưới. Bình An Tử Vi sẽ giải luận cùng quý bạn nhé! Rất hân hạnh khi nhận được comment của quý bạn ở phía dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở các video tiếp theo.